Chào toàn thể các bác nhé. Đấy, buổi sáng thì hai anh em vừa đi thu bẫy chuột về đây. Nay thì tạm tạm ổn rồi các bác. Đây này, chuột này. Chắc được tầm khoảng 5 cân. Đây con chuột đồng này. Chuột đồng thì giá trị kinh tế nó cao hơn. Đấy, đây là cái mẫu cạm kẹp chân anh em. Cạm 9 cm. Kẹp sâu này. Kẹp sâu này thì không bao giờ lo đứt chân cả. Thế thì cái thời điểm này đang là chính vụ mùa đánh chuột rồi. Thì bác nào cần cái bẫy chuột này thì liên hệ nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Thế thì bây giờ thì sẽ giới thiệu qua cho các bác là về cái bẫy chuột một chút này. Về bẫy chuột thì cái bẫy này thì các bác sẽ mua về là đánh được những cái con thú từ 1 kg đổ lại. Ví dụ như con gà rừng này, con sóc này, con chuột này. Ví dụ chuột đèn, chuột liếc dính vào nó vẫn ok. Đấy, còn một cái bà cạm này thì kèm theo là một cái bàn nhẫm rồi. Và đây là cái cạm chuột loại 1. Đấy, cực kỳ nó khỏe, nhạy. Thế thì tổng số lượng thì hai anh em đánh nó rơi vào tầm gần 20 cái thôi. Đấy, được 5 cân này nha. Bây giờ thịt cho khách anh em. Chuột đồng này thì chuột đồng to. Đấy. Ok rồi. Đấy thì cái cạm này thì đánh đa năng nghe anh em nhé. Đấy, cứ lõng đường đi. Chúng ta gài, chúng ta đánh thôi. Đấy, con chuột nó nhẫm vào phát là ăn đòn ngay. Đấy thì video quay cho các bác thực tế là đi gài rồi đấy. Đấy, còn hôm nay giới thiệu cạm đấy. Đấy, còn mẫu cạm to hơn là mẫu cạm đánh chồn này. Đấy, cái mẫu này 14 thì có lõng chồn đi thì thường thường em mang 1-2 cái đi dặm. Đấy, còn các bác mà chuyên về chuột ấy, thì cứ chơi cạm chín thôi. Còn những cái cạm cũ này là từ vụ năm ngoái nha anh em nhé. Đấy, cạm loại 1 nó rất là bền. Bền cái là nó khỏe cạm. Cái thứ hai nữa là các bác mua về đánh thì nó sẽ không xảy ra tình trạng là bị mòn, bị hỏng. Đấy, còn cạm nhiều lắm các bác. Đánh cần này thôi mà chuột rồi. Quá ok luôn này. Yeah, nhiều này. Đó. Mấy con cống nhung, phải gần cân một con anh em. Đấy, thì bác nào cần cái mẫu cạm với chuột này thì cứ liên hệ cho em nhé. Chào các bác ạ.